Xin chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ ôn tập trực tuyến bài kiểm tra môn giáo dục thể chất khối 7, môn bóng ném. Đề kiểm tra là di động dẫn bóng. Nội dung chi tiết: di động và dẫn bóng một vòng quanh sân trường. Trước khi vào di động dẫn bóng thì các em cần ôn lại kỹ thuật nhồi bóng tại chỗ. Tư thế chuẩn bị thứ nhất, hai đầu gối mở rộng ngang vai và luôn sẵn sàng di chuyển. Thứ hai là hai đầu gối không quá cứng. Thứ ba, khi nhồi bóng chúng ta không được bật bóng cao hơn eo. Thực hiện nhồi bóng bằng các ngón tay, xòe các ngón tay rộng để giữ bóng chặt. Mắt nhìn phía trước, dùng các ngón tay đẩy bóng xuống sàn, uốn cong cổ tay. Di động dẫn bóng, từ tư thế chuẩn bị của kỹ thuật tại chỗ, chân trái bước tới trước tần tự trái phải. Đồng thời tay phải ấn bóng xuống đất. Khi chân phải chuẩn bị chạm đất thì lúc này bóng nảy từ mặt đất lên thắt lưng. Tương tự kỹ thuật tại chỗ dẫn bóng. Nhanh chóng dùng bàn tay chủ động đón đỉnh đầu bóng để hãm đà nảy bóng, nhưng lúc này bàn tay tiếp xúc bóng hơi chếch về phía sau bóng nhằm chủ động ấn bóng tới trước khi di động. Khi di động dẫn bóng, thân người duy trì tư thế hơi ngã về trước, dùng lực cẳng tay và cổ tay để dẫn bóng, lực tác động vào bóng mạnh hay yếu tùy thuộc vào tốc độ chạy nhanh hay chậm. Các em quan sát hình bên phải. Yêu cầu của bài kiểm tra: 1. Thực hiện di động liên tiếp một vòng quanh sân trường. 2. Không để bóng chạm đất liên tiếp hai lần. 3. Không cầm bóng đi hoặc chạy. Các em cùng luyện tập nhé. Chúc các em thi tốt nhé!